ơi, chị có đặt thì để lại cho em số điện thoại nhá, để được giảm giá nhá. Sau live stream là không còn được giảm giá đâu chị nhá. Trở về giá cũ và vẫn tính phí ship bình thường nhá mọi người nhá. Sau live stream là vẫn tính phí ship nha. Thế nên là mọi người nhanh tay đặt hàng trên live stream để lại số điện thoại giúp em nhá. Để lại số điện thoại giúp em nhá. Mô cam nhá. Nhìn mà đói thế. Mô cam nha mọi người nha, rất đẹp nha. Ship như em. Chị ơi bên em là free ship nha. Free ship, miễn ship luôn ạ. Không tính phí ship nha chị nha. Nếu chị đặt hàng trên live stream ngày hôm nay là không cần tính phí ship luôn. Free ship luôn. Free ship. Giảm giá 5% nữa nha chị nhá. Giảm thêm 5% và free ship. Hai điều kiện kết hợp luôn nha chị nhá. Thế nên chị nhanh tay đặt hàng để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị mướp đắng để lại số điện thoại bên em giúp giúp bên em nha chị nhá. Để em giảm giá 5% và free ship ạ. Không mất phí ship nha chị nhá. Không mất phí ship, nhận hàng chỉ thanh toán 95% tiền hàng. Còn đâu là không mất phí ship chị nhá. Chị để lại số điện thoại cho em nha chị nhá. Chị mướp đắng nha. Khổ qua mướp đắng là khổ qua là mướp đắng. Đây chị nha. Mẫu này rất là đẹp, rất là êm luôn nha. Chị để lại cho em số điện thoại, lát nữa em liên hệ lại với chị nhá, chị mướp đắng nhá. Đây ạ. Còn vỡ thân gỗ. Đây. Mẫu này có cả không chân, có cả có chân nha mọi người nhá. Có cả không chân và có cả có chân luôn ạ. Free ship giảm 5%. Còn nhiêu em? À chị ơi, 310 ạ, mà giảm 5% thì còn 294.000 chị ạ. 295.000 gì đấy, em tính không nhầm thì là thế. Đó. Tầm đấy và free ship nha chị nhá. Không mất phí ship, chị chỉ thanh toán cho em là 294 hoặc 295.000 gì đấy thôi, em không có tính rõ lắm. Em chưa có tính rõ lắm. Em không có máy tính. Ok chị mướp đắng nha. Ok chị. Mẫu này bên em rất là đẹp nha mọi người nhá. Không đặt thì hơi phí, mà đặt ngoài thì vừa mất phí ship lại vừa mất giá gốc. Tại sao, tội gì mọi người không đặt trên livestream để được giảm giá 5% và free ship nhỉ? Chỉ có trên livestream ngày hôm nay thôi nha mọi người nha. Chỉ có trong livestream này thôi nha mọi người nhá. Đặt hàng trong live stream ngày hôm nay để được giảm giá 5% và free ship nè. Bình thường mọi người đặt ngoài đâu có được giảm giá 5% đâu, đâu có được free ship đâu. Tội gì trong live stream ngày hôm nay vào mà không đặt nhở? Không đặt là phí. Mà phí thì lần sau sẽ không còn nữa. Cố gắng kết nối lại. Ồ, được rồi, may quá. Wow, giờ mới hiện. Hơi bị đẹp luôn nha. Mẫu dưa hấu hơi bị đẹp luôn nha. Nhìn chỉ muốn ăn thôi. Đói quá mọi người. Em đói lắm rồi. Mà chưa có được ăn. Tiền mẫu cam này à, anh ơi lấy em mẫu kiwi với lại mẫu ngô. Ngô nha mọi người nha. Mấy cái lọ đen trắng bao nhiêu em? À chị mướp đắng ơi, lát nữa em sẽ liên hệ chị rồi chị rồi em chụp mấy cái lọ đen trắng đằng sau này cho chị nhìn nhá. Đây đúng không chị? Mẫu lọ đen trắng này đúng không ạ? Lát nữa em sẽ gọi
cho chị để báo giá nhá. Để chị được giảm 5%. Chị được giảm 5% ở free ship nha. Lát nữa em sẽ báo giá lọ cho chị luôn ạ. Cùng với ghế luôn nha chị nhá. Thế nên chị cứ theo dõi livestream của em xem chị có thích những món đồ nào nữa nhá. Đây nha, đây là ngô nha. Còn đây là kiwi. Kiwi với ngô. Ngô và kiwi. Tên 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 tiền. Ngô, kiwi, kiwi, ngô. Đồng giá 310.000 và được giảm 5% vào free ship mọi người nha. Được giảm 5% vào free ship này. Ôi, nhìn chỉ muốn cắn. Nhìn thích. Kiwi này nhìn thích cơ. Kể bao giờ cô cả ghế sầu riêng ấy nhỉ. Thích ăn sầu riêng. Đấy, ngô nha mọi người nha. Cứ quay đến cái ghế nào lại thèm cái đấy. Lại thèm ngô luộc. Đây nha, ngô nha mọi người nha. Rất là êm luôn. Ai? Rất là êm nha mọi người nha. Ngô này. Kiwi. Ngô này, kiwi, dưa hấu, thanh long, bánh xe, thân gỗ. Rất là nhiều nha mọi người nhá. Mọi người chỉ cần để lại số điện thoại ạ. Khi mọi người chọn mẫu em sẽ chụp, em gửi tất cả các mẫu cho mọi người xem nhá. À, còn cam nữa. Thèm bổ cam quá. Đặc biệt em rất thích ngô. Em rất thích ngô. Không ngồi thì ngồi ôm cũng được. Ghế không cần ngồi, cần ôm cũng được, ôm cũng thích. Tưởng tượng như mình đang ôm một cái quả kiwi khổng lồ. Mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em nha. Giảm 5% một free ship. Chim em đói quá. Chi bảng cửa sổ này cũng đẹp nha mọi người nhá. Bảng cửa sổ này có thể viết lên và lau đi nha mọi người nhá, đẹp cực luôn. Có màu xanh dương, màu vàng và cái mẫu cửa sổ này này, cổ điển này này. Đó, mẫu này này. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Không phải nói phép chứ. Em bán hàng nhưng mà em cũng thích dùng mấy cái này cực luôn. Ngồi êm, tựa cũng êm. Thế nên mọi người nhanh tay đặt hàng đi. Ngồi thích cực, sử dụng rất thích luôn. Không thích thì lần sau không mua nữa. Nhưng mà sẽ có lần thứ hai đấy mọi người ạ. Mua thì sẽ có lần mua nữa. Tin em đi. Đó. Trời ơi, chất qua đầu rồi. Ôi chị ơi em đói quá. Ách yô. Màu ghi nha. Trời. Màu ghi nữa này, màu ghi cũng rất là đẹp nha. Màu ghi cũng rất đẹp nha. Mẫu nệm tròn này, mẫu nệm vuông này. Tròn 99k, vuông 60k. Free ship em giảm 5% nha mọi người nhá. Giảm 5% free ship nha. Rất là nhiều luôn. Bình thường mua mọi người đặt hàng trên page bên em đâu có được giảm giá với free ship đâu. Tội gì trong livestream này không đặt. Đặt vừa được giảm giá vừa được free ship. Không đặt thì phí. Giờ cứ suy nghĩ đến hết livestream rồi. Suy nghĩ xong rồi thì cũng hết livestream thì cũng không cần được giảm giá. Cho chị một ghế đơn thân gỗ em nhé. Ok chị Thanh Bình. Ok chị Thanh Bình xinh gái. Chị ơi chị đặt một ghế đơn thân gỗ có chân này là không chân nhỉ? Đều đồng giá nhau ấy chị ạ. Chị thích mẫu không chân là mẫu có chân. Mẫu không chân cũng 310, mẫu có chân cũng 310. Đều được giảm 5% free ship nhá. Có chân em nhé. Ok chị. Đồng ý mẫu có chân luôn. Lấy rồi em mẫu có chân chị ơi.
Thế thôi em mua quả chân.